Chào các bạn, hôm nay đồng hồ TV sẽ cùng các bạn tìm hiểu chiếc đồng hồ của hãng Citizen. Đây là chiếc đồng hồ treo tường rất đặc biệt, các bạn thấy không? Nó phát sáng vào ban đêm nên chúng ta có thể xem giờ mà không cần bật đèn. Nó phát sáng nhờ bốn cái đèn LED ở bốn góc của đồng hồ cho ánh sáng màu vàng rất là rõ ràng. Các bạn có thể nhìn được kim phút, kim giờ và cả kim giây nữa. Nó sẽ tự động tắt khi mà trời sáng và tự động bật khi mà gì ạ? Trời tối, nhờ vào cái cảm biến ánh sáng. Đây, chúng ta bật điện lên. Khi mà có ánh sáng thì nhờ cảm biến nó sẽ tự động tắt cái đèn nền để giúp tiết kiệm pin. Và nó trở lại thành một cái đồng hồ thông thường có kim giây là kim trôi. Mặt số là số tự nhiên, rất là dễ nhìn. Và cái phần trang trí bên trong này nó gồm một cái đường tròn được kết bởi các cái sợi rất là đẹp. Nền là màu trắng ạ. Còn khung đồng hồ là sơn bóng giả vân gỗ. Ở mặt sau chúng ta sẽ quan sát thấy mã đồng hồ là 8MG687, chính hãng của Citizen, sản xuất tại Nhật Bản. Và đồng hồ này thì có sử dụng 4 viên pin trung và một viên pin tiểu. Máy đồng hồ này sử dụng pin tiểu, máy này là máy chính hãng của Rim các bạn nhé. Đây là nút tắt bật này, còn xoay này là để chỉnh giờ. Bên dưới là 4 viên pin trung sử dụng để thắp sáng bóng đèn. Ở phía trên này chúng ta sẽ có nút monitor để bấm cho đèn nó sáng thử. Đây, bấm này thì đèn sẽ sáng này. Tất nhiên là các bạn sẽ nhìn rất rõ khi mà trời tối không có ánh sáng ấy. Còn về kích thước thì nó sẽ có một cái đồng hồ hình tròn với đường kính là khoảng 32 cm, chiều dây là khoảng 6 cm. Và cái này phù hợp để các bạn treo ở phòng khách hoặc phòng ngủ đều được. Có thể thay thế đèn ngủ được các bạn ạ. Nó chỉ hơi tốn pin một chút thôi. Đây, đồng hồ chính hãng của Citizen, có cảm biến ánh sáng đấy ạ, và được sản xuất tại Nhật Bản. Thì nếu mà các bạn quan tâm tới chiếc đồng hồ Citizen có thể phát sáng vào buổi tối thì các bạn có liên hệ theo số điện thoại bên dưới và đừng quên đăng ký kênh đồng hồ TV để có thêm nhiều thông tin về các loại đồng hồ khác nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.